nó có những cái rất là thường thường hôm đầu quan niệm đó là mình làm vợ ở trong nhà mình vừa phải làm vợ, tức là nó đủ thứ, vừa làm mẹ vừa làm bà vừa làm vợ vừa làm người yêu và thậm chí cả là người giúp việc nữa. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó thì không phải mình hồng đào đâu, hình như là khi mà làm việc với lại các cặp vợ chồng celebrity, những người nổi tiếng đây, thì họ chia sẻ cũng có những cái rất đồng cảm với hồng đào như Việt Hương, như với là Đại Nghĩa, mặc dù là Đại Nghĩa vẫn còn mình hơn, nhưng mà những kinh nghiệm nhiều lắm, bởi vì tiếp xúc với các chị em những bạn những có vợ có chồng nhiều nên cũng rất là kinh nghiệm. Thì hồng đào nghĩ thế này nè, có những cái bí mật thì thực sự ra là nó thuộc về bí mật, nhưng có những cái bí mật thì các cặp vợ chồng sẽ rất muốn được chia sẻ, để vì từ cái bí mật đó chúng ta mổ xẻ, chúng ta khai thác và chúng ta có thể nghe hồng đào học được một cái gì đó từ cái bí mật đó. Tất nhiên là còn bí mật nó có nhiều thứ bí mật lắm, nhưng mà có những bí mật mà chúng tôi có thể chia sẻ được thì chúng tôi, tôi nghĩ là các bạn trẻ ở đây hoàn toàn, và các bạn là những người hiện đại, các bạn người đương đại, các bạn cũng không ngần ngại gì khi có những cái bí mật, những cái khúc mắc mà cần chia sẻ để mà học thêm, để mà giống như bữa câu hồi nãy là đó là innovation for better life. Thì tôi nghĩ là cái bí mật để cho cái better life, cho cái cuộc sống mình nó cuộc sống mà vợ chồng nó hạnh phúc hơn thì mọi người hoàn toàn không ngần ngại điều đó. Còn các bạn đòi hỏi là có những bí mật thâm cung bí sử thì tôi nghĩ là cái đó mình còn còn phải 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 chắc lọc lại cho nó cái gì để mình có thể lên sân thì để mình học học hỏi thêm để cho cuộc đời cho better life hơn.